Bắt đầu thì nó ra tít ở đây cơ. Bây giờ là nó giòn vào đây rồi. Trước bác đi bác cảm giác như là nó có bị đi được, cứ thỉnh thoảng trả đi thì thỉnh thoảng nó cứ nhói, xong nó như kiểu là một cơn sóng. Xong rồi sau nó dồn lên xong nó lại nhói một cái. Đi dẫm vào cái bác chủ yếu bác dùng cái sâm này đúng không ạ? Dùng cái sâm đấy mới xong hơn. Xăm, vừa xăm vừa hơ. Cả trước cả sau. Cả trước cả sau. Cả chân bên kia. Cả chân bên xứng. Vâng, thế là ở chỗ nào cứ có cái mắt cá thì là cũng hơ luôn. Đấy, đây chân. Bây giờ nó giảm được rồi. Đây đây, giảm được nhiều rồi. Nó giòn qua đây. Đầu của bác cái nông mảng to. Mảng như thế này này. To này. Bây giờ là nó co lại nè. Và bác chỉ cái bông to. Bác chỉ vào đấy. Đấy cái bông to lắm. Cái bông to rồi thì xứng trên dưới đấy, tám nguyên nói chung là tám nguyên tắc tác động ấy, cứ cái chỗ nào mà có cái mắt cá này là chốt hết. Bạn làm mỗi ngày mất bao nhiêu thời gian? Trong vòng ba lô, trong vòng nửa tiếng đây là xong cái mắt cá. Sâm tiếp quá, sâm nhiều vào. Sâm nhiều. Đấy, gần nhiều. Chỗ. Ở giờ nó giòn, chị lăn nó đủ ấy. Chị chấm vào.